Nè, nói nghe nè. Hôm nay sẽ kể chuyện ma. Nhưng mà trước khi kể, cho Việt Thảo có một vài điều cần nói trước khi kể nha. Thứ nhất là Việt Thảo mới vừa nhận được Châu Trần donate cho kênh YouTube của Việt Thảo 50 đô la, 50 USD. Phải cho Việt Thảo cảm ơn một tiếng. Châu Trần có nhắn lời như thế này: Con chào chú Thảo, nay con xin donate cho channel của chú 50 USD. Cả nhà con ai cũng yêu mến chú, đặc biệt là ba của con. Lần nào thấy chú trên YouTube cũng nhắc là đàn anh của ba ở trường Petruski. Con chúc chú có thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Yêu chú. Một câu nói thiệt là làm cho người ta cảm động muốn rớt nước mắt. Xin được cảm ơn. Rồi, cảm ơn Châu Trần nha. Cũng như cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube Dịch Thảo từ trước đến nay. Hiện giờ là bệnh dịch toàn cầu. Dịch Thảo hiện đang ở Virginia Beach và tự cách ly. Bữa nay là ngày thứ 11. Tự cách ly chứ không phải bị bắt cách ly. Nó khác nhau. Cho nên có nhiều người vô xuyên tạc, cho rằng Diệt Thảo bị bệnh rồi, cho nên mới bị cách ly. Không có. Khi người ta mà muốn nói xấu nhau, người ta làm đủ trò. Có thể đặt ra những chuyện dốc cũng được. Có điều là bạn bè đều hỏi tôi và quan tâm. Và có người thắc mắc như thế này: sao không có bệnh mà không chịu đi về với vợ con, gia đình mà ở đó cách ly làm chi? Thì tôi có trả lời là 10 ngày trước tôi có tham dự một cái tiệc cưới và không biết như thế nào, thôi tự cách ly nha. Thì bạn cho biết là nếu không bệnh thì về chứ ở đó làm chi? Tôi nói làm sao mình biết mình bệnh được. Khi mà nó phát tác ra rồi thì lúc đó mình lây lan cho người ta hết rồi. Thôi thì mình tự cách ly trước. Và bạn cứ thắc mắc hoài không hiểu tại sao tôi không chịu về. Có điều như thế này. Cái virus Vũ Hán đầu tiên nó xuất xứ từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc lây lan ra. Rồi sau đó không biết cái sự dàn xếp như thế nào giữa cái ông giám đốc hay gì của Tổ chức Y tế Thế giới khi đến thăm Trung Quốc, thì sau đó từ cái virus Vũ Hán thành virus Corona, rồi sau đó thành virus COVID-19. Thì có những nhà khoa học gia cho rằng cái con virus khi vào trong người của mình, nó chưa có phát tác liền như những cái cảm cúm khác. Những cái virus cúm khác vô nó phản ứng liền, thì cơ thể mình cho biết mình bị sổ mũi, nghẹt mũi, nhức đầu, nhảy mũi hay là ho hen hay là sốt nóng. Còn cái virus này, nó đặc biệt là nó vô người mình, nó không có phát tác liền. Nó ủ bệnh trước, nó ủ trước. Ủ khi nào mà nó xong rồi, trưởng thành rồi, lúc đó thì mình mới biết. Cơ thể mình biết là có nó thì mới có những cái triệu chứng cho mình biết. Thời gian mất khoảng 5 ngày. Nhưng mà theo Tổ chức Y tế Thế giới cho biết là thời gian mất khoảng 14 ngày. Đó là lý do tại sao các bạn thấy nhiều nơi kêu cách ly là cách ly 14 ngày là như vậy. Tại vì khi cách ly 14 ngày thì lúc đó cái virus nó đã ủ xong rồi, thì cơ thể mình biết được, lúc đó mới cho mình cái phản ứng để thấy rằng nó có bệnh. Nhưng mà có nhiều người nghiên cứu cho rằng thời gian có thể lâu hơn tùy theo cơ thể con người, có thể lên đến 24 ngày. Cho nên các bạn, nếu ngay từ đầu mọi người đều có cái suy nghĩ đúng đắn là tự cách ly, đừng ai đi đâu hết, ở đâu ở đó, thì làm sao cái virus này nó lây lan nhanh như vậy và đến toàn cầu như vậy, có phải không nào? Cho nên ngay trong lúc bệnh dịch đang xảy ra rồi, mà có nhiều người cũng không chịu cách ly. Và có bệnh lại giấu nữa. Tôi nói trường hợp mới nhất ở tại New York là hiện là một trong những cái nơi được coi như là
bệnh dịch nặng nhất của nước Mỹ. Thì tôi không hiểu, ngay cả chính quyền lên cũng nói có lẽ là do cái phong cách sống của Mỹ không có gò bó được như các nước cộng sản, cho nên tuyên bố như thế này: những người nào ở New York đi qua bên những cái vùng lân cận thì shoot quarantine at home in 14 days, tức là nên tự cô lập ở nhà 14 ngày. Các bạn thấy không? Khuyên thôi, nên tự cô lập 14 ngày, chứ không có bắt buộc, must, phải. Tại vì người ta cô lập hay không đó là quyền của người ta mà. Bây giờ nó không chịu tự cô lập, nó ham ăn, ham uống, ham nhậu nhẹt, ham đi chơi, ham đi sòng bài, bị ở nhà boring, thì nó có phải lây lan cho người ta không? Đó là lý do tại sao các nước ở tự do, các nước tự do, người ta bị lây lan rất nhanh, rất nhiều mà khó kềm chế được, là do mỗi một người không có chịu tự cách ly, còn ham sống tự do thoải mái. Đó là lý do mà nó lây lan hoài. Thử tưởng tượng đi, nếu bây giờ toàn nước Mỹ hay toàn thế giới ngưng lại hết trong vòng 15 ngày, 20 ngày, không ai đi đâu làm gì hết, ở trong nhà, rồi thức ăn, thức uống phân phối do quân đội lo, thí dụ như vậy, tôi chỉ nghĩ như vậy, thì lúc nào ai phát tác ra thì biết trị liệu, còn không phát tác thì không có. Như vậy thì mình ngưng liền, không lây lan. Còn đằng này không có nha, lây lan quá cái ngưng. Bây giờ hiện giờ toàn nước Mỹ như chỉ một số tiểu bang là cách ly thôi, có nơi cách ly từng phần nữa, chứ không phải là tất cả nữa. Rồi nghe đợi nha, chừng lây lan tùm lum lúc đó rồi mới bắt đầu. Tại vì mỗi tiểu bang là một ông trời, tiểu bang nó cũng tự lo cho mình thôi, chứ không có lệnh chung toàn tiểu bang. Rồi lo được thì được, không được đổ thừa tại tổng thống. Nó khổ như vậy. Cho nên các bạn, xin lỗi trước khi đi vào chuyện ma, nhưng tại vì cái thời sự nóng bỏng quá, và đây là cái cần thiết phải chia sẻ cho nhau. Cái thời gian ủ bệnh của virus 5 ngày và có thể lên đến 14 ngày tùy theo cơ thể, và có thể lên đến 24 ngày. Cho nên các bạn, nếu chúng ta mỗi người tự cách ly, để chi? Để ngăn ngừa không cho lây lan. Tôi muốn trả lời cho người bạn biết rằng, nếu bây giờ sau cái ngày đám cưới xong, tôi làm wedding, tôi làm MC cho cái wedding, tôi đi về nhà liền. Nếu cái wedding đó không có người positive với virus, mà nếu đi trên máy bay tôi bị, thì tôi về nhà có phải là tôi mang virus về cho nhà không? Lúc đó tôi đâu có biết tôi bệnh đâu, phải không nè? Nếu có virus chưa có phản ứng liền, tôi ở nhà 14-15 ngày sau nó mới phát bệnh ra, thì lúc đó tôi đã lây lan cho gia đình tôi rồi. Và trong thời gian gia đình tôi bị lây lan đâu có biết đâu, rồi lại tiếp xúc những người khác nữa. Thế là dịch nó lây lan ra. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Cho nên tôi làm cái chuyện trước hết là tôi tự cách ly. Mặc dù tôi không có bệnh, tôi không biết là có bệnh hay không, hay là chưa có bệnh không biết. Hiện nay 11 ngày, phải cho tới 14 ngày đi. Và tôi tiếp tục ở thêm nữa, có thể lên đến 24 ngày. Chừng nào tôi hoàn toàn không có bệnh rồi, lúc đó tính sao? Chưa chắc tôi đi về nữa, là tại đi về phải đi máy bay, lên máy bay có thể mang mầm bệnh, rồi lại đem về nhà lây bệnh cho những người ở đó nữa. Các bạn thấy không? Cho nên suy nghĩ cho kỹ. Và một cái lời tâm tình của Việt Thảo, tôi biết thời gian khá dài, nhiều bạn đang muốn nghe kể chuyện mà. Các bạn ơi, ăn lúc nào cũng được, nhậu lúc nào cũng được. Có nhiều người tứ đổ tượng không bỏ nổi nha. Bây giờ đó, muốn đi đánh bài, muốn đi ăn nhà hàng cho nó đã, rồi muốn bạn bè tụ tập cho nó vui, rồi có người nha, gái ghét nữa, hẹn nhau đi chơi, rồi xúm nhau lây bệnh. Ở đâu ở chỗ đó đi. Tại sao giờ này lại muốn đi Việt Nam, rồi Việt Nam lại muốn đi nước ngoài, rồi chỗ này muốn đi chỗ kia, cứ muốn đi không à, mà không chịu ở một chỗ để mà dưỡng bệnh, để mà ngăn chặn cái sự lây lan của virus. Nếu mỗi người ý thức được điều đó thì cái sự lây lan nó không có nhiều đâu. Sự lây lan là do sự ích kỷ của con người, muốn được cho mình. Vừa mới nghe nói sắp sửa cách ly là chạy đi mua đồ, chạy đi sắm đồ, ui cho quá trời quá đất luôn rồi đây. Đương nhiên ai cũng lớn rồi, ai cũng hiểu, và mỗi người tự lo cho mình, cho gia đình. Nhưng mà
Việt Thảo chỉ trình bày những cái suy nghĩ của mình. Và chính tôi đây tự cách ly một mình, chứ chưa biết có bệnh hay không nghe. Rồi, xin được cảm ơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 204. Trước khi đi vào, cũng một lần nữa cho tôi xin lỗi với các bạn nào chỉ muốn nghe chuyện ma thôi, thì bây giờ các bạn có thể nghe. Như tôi nói, cái phần tâm tình lúc đầu các bạn có thể pass qua dễ dàng. Xin cảm ơn. Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 204 hôm nay gồm có các câu chuyện ma của Như Nguyễn, của Đặng Trân, của Ngọc và của Giang Sơn. Bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu. Đây là nội dung lời mở đầu của bức thư. Em xin chào anh Việt Thảo và chúc anh có nhiều sức khỏe. Em đã theo dõi kênh của anh rất lâu rồi. Theo dõi anh đi đây đó ăn và tìm hiểu nhiều món ngon. Và sau này còn được nghe anh kể chuyện ma cho nghe nữa. Nên hôm nay lấy can đảm viết về cho anh một câu chuyện mà chính em và gia đình cùng trải qua. Gia đình em ở Sài Gòn. Mỗi năm đều thuê xe đi chùa Bà Châu Đốc. Và có năm đó cũng như mọi năm thì gia đình em thuê một chiếc xe 16 chỗ cho nguyên gia đình cùng đi. Trên xe thì có ông ngoại nè, có các cậu và các dì, với anh trai, em trai, ba mẹ em đều có đầy đủ cả. Rồi còn có một bà hàng xóm ngang nhà đi chung nữa. Thì xe khởi hành vào lúc khoảng 7 giờ tối, tất cả lên xe rất là vui vẻ và ồn ào. Vừa giỡn, vừa nói chuyện, rồi vừa ăn uống. Thì phải nói rằng khi mà trên xe ăn uống vui chơi thì cái đoạn đường nó càng ngày càng ngắn đi. Vì chúng ta quên đi, còn ngồi mà chờ thì thấy nó lâu lắm. Thì chưa gì hết là đã thấy tới đoạn đường Long An rồi. Thì trong khi xe đang chạy ngoan trớn, bỗng nhiên cái bà hàng xóm mà đối diện nhà đi xe chung đó, tên là bà Mai. Tự nhiên cái bà la lên nè, ê có chân đụng người ta. Thì lúc đó ông tài xế và mọi người trên xe cũng giật mình, nhưng mà hơi ngỡ ngàng một chút là tại vì mọi người đâu có thấy ai đâu. Xe tiếp tục chạy. Thì sau này mọi người hỏi bà thì bà có kể lại là khi chiếc xe chạy tới đoạn đường đó, bà thấy có một người con gái mặc nguyên bộ đồ trắng. Rồi ông tài xế ông lái xe đâm luôn vô qua cái người đó luôn. Thì bà thấy cho nên bà la, mà ông tài xế không thắng không dừng cho nên đâm luôn qua cái người con gái mặc bộ đồ trắng đó. Bà là cái người rất tin về chuyện tâm linh, cho nên bà biết là bà đã gặp ma rồi. Cho nên một mực bà nhất định bà phải đòi là thôi quay đầu xe về, bà không có muốn đi nữa. Thì lúc đó cũng đi tới Long An rồi, cho nên mọi người ở trên xe mới an ủi nói với bà là thôi bây giờ mình đi tới đây rồi, mình đi luôn đi, chứ mình hứa mình đi chùa mà mình đi không tới thì trong lòng không có an. Thì sau đó do cái sự năn nỉ rồi khuyên bảo rồi nói chuyện cũng có tình có lý, bà cũng dịu xuống và bà đồng ý đi tiếp. Thì lúc đó có cái thằng em trai của em, nó tên là Tuấn, nó mới có 7-8 tuổi à, thì tự nhiên nó la lên, tại sao chỗ của con ai chen vô ngồi chật quá vậy. Lúc này thì mọi người đâu có thấy gì đâu mà chật, tự nhiên nó la lên. Thì bà Mai là người bà tinh ý lắm, bà mới khều nhỏ bà nói thôi đi qua đây ngồi với bà Mai nè con. Bà Mai bà biết nhưng mà bà không dám nói, bà sợ mọi người lo lắng nên mới kêu thằng nhỏ qua ngồi kế bà. Khi xe chạy một lúc thì hầu như mọi người trên xe đều thấy một cái điều rất lạ, là cái con đường xe chạy sau càng ngày nó càng hẹp dần, càng ngày càng nhỏ dần, mà đường thì càng ngày càng tối, không đèn không đuốc gì cả. Thì cậu em mới xoay qua hỏi anh tài xế,
Anh Tài à, anh có chạy lộn đường không mà tôi thấy cái đường này sao mà nó lạ quá. Hình như là không phải đường đi Châu Đốc. Phải nói thêm một điều là gia đình của em truyền thống là tài xế tuyến đường miền Tây. Cho nên phải nói rằng cả gia đình tụi em ai cũng rất là rành đường đi về Châu Đốc. Khi mà anh tài xế sau khi nghe hỏi câu hỏi liền có cái thái độ có vẻ hơi bực mình. Bởi vì ổng cũng là người tài xế chạy xe mà. Mà bây giờ nói ổng chạy có giai lạc đường ổng bực chứ. Ổng mới gằn giọng ổng nói. Cái mùa này đó, tôi chạy đường từ Chùa Bà về Sài Gòn. Lên xuống đi ăn cơm bữa. Tôi vừa từ dưới mới chạy lên rồi đón gia đình mình đi đây nè. Khi nghe anh tài xế nói vậy thì cậu cũng im luôn. Nhưng có điều càng chạy thì đường càng tối và càng hẹp rồi hai bên tối thui không thấy được gì hết. Chỉ thấy cái con đường là nhờ vào đèn xe pha phía trước rồi để mà chạy thôi. Phải nói lúc này trên xe im lắng hết. Cả nhà đều không thể ngồi yên mà không biết phải làm gì. Tại vì trong lòng rất là bất an. Thì tự nhiên cả xe đều thấy từ xa ở ngay phía trước có một ông đó tầm cỡ trung niên, khoảng có chừng 50 mấy tuổi. Ông đang dắt chiếc xe đạp. Thì lúc đó xe mới chạy chờ tới thắng lại thì cậu em mới hỏi: "Chú ơi, đường nào đi Châu Đốc vậy chú?" Ông ta mới chỉ và nói: "Chạy ngược ra đi chứ trong đây đường cùng rồi mà cũng không có quay đầu được đâu. Ve ra đi, ve ra một đoạn có chỗ rộng hơn rồi hãy quay đầu." Lúc này có điều cũng lạ. Tự nhiên đường có vẻ sáng hơn một chút. Đủ để cho mọi người thấy là xe hiện đang dừng ngay một bên một cái ngôi mộ mà không rõ là của nam hay nữ. Mà hai bên là đồng ruộng. Và cái con đường mà chạy đó nó thiệt là nhỏ, nó vừa đủ một cái xe chạy thôi, không có nhúc nhích gì được hết trơn. Mà nếu lách qua lách lại có thể lọt lề. Cho nên phải ve lại một đoạn xa, rồi ở ngay cái chỗ đó có một cái khoảng rộng mới quay đầu xe lại để chạy tiếp ra bên ngoài. Trong lòng ai cũng sợ, cũng hoang mang và niệm Phật. Và cũng cùng một tâm trạng thắc mắc là tại sao chiếc xe chạy làm sao mà vào cái con đường nhỏ hẹp đó. Và đến khi gặp được người đàn ông chỉ đi xe đạp chỉ đường quầy ra, và lúc đó thì mọi người thấy nó sáng lên, hay tại vì chiếc xe đậu đèn pha vô cái con đường hẹp rồi gió phản chiếu mà chung quanh nó sáng hơn không? Trong lúc chạy thì mình không để ý. Và từ đó mọi người mới thấy được xe dừng ngay đúng bên một cái ngôi mộ ở bên lề đường. Sau khi chiếc xe đi ra tới đường lớn rồi, mọi người lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Và phải nói, có lẽ cái người chết ở ngôi mộ đó đã dẫn xe đi đến đó chăng? Và tính ra thì nó đã dẫn xe đi lạc hơn 60 cây số. Câu chuyện đến đây em xin hết. Em cảm ơn anh Dịch Thảo để đã kể lại câu chuyện của em, ghi tên Như Nguyễn. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kho tàng Chuyện Ma Dân Gian Việt Nam kỳ thứ 204. Đây là các câu chuyện có liên quan đến ma do Đặng Trân kể lại, có liên quan tới ở Đà Lạt hai chuyện, ở Long An và ở Đồng Nai. Mở đầu thơ Dịch Thảo nhận được vào ngày 18 tháng 11 viết như thế này: "Chào chú Việt Thảo, hiện giờ là 1 giờ rưỡi sáng ngày 19 tháng 11 năm 2019. Con không ngủ được nên có vài câu chuyện muốn chia sẻ với chú. Con kể theo thứ tự thời gian. Phần 1 ở Đà Lạt.
Đó là mùa đông của năm 2016 là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Đà Lạt. Tôi đi chuyến này vì đây là chuyến dã ngoại cuối năm do trường Marie Curie tại Sài Gòn tổ chức. Phải nói là tôi rất háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi đi. Và tôi mong chờ được khám phá một cái thành phố mà người ta gọi là thành phố ngàn hoa, được coi như là xinh đẹp nhất ở miền Nam Việt Nam. Khi đến nơi vừa bước xuống xe thì cái câu đầu tiên mà tôi và đám bạn reo lên: ái cha, lạnh dữ tụi bay. Chắc tại là dân Sài Gòn quanh năm nóng nực cho nên chúng tôi thấy lạ. Ngay cái ngày đầu tiên đi khắp nơi hết cho nên tôi cảm thấy người mệt lả. Khi về tới khách sạn là tôi là đứa đi ngủ sớm nhất. Có lẽ tôi là người yếu nhất trong đám. Cái đêm đầu tiên thì tôi ngủ sai nên không có để ý chuyện gì hết. Nhưng mà từ ngày thứ hai thì nó có nhiều chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Tôi nhớ lúc đó khoảng cái chừng 5:45 tối. Sau khi đi khắp nơi thăm viếng rồi thì cả bọn tôi được trả về, coi như được tự do. Thì cả đám tụi tôi gồm có 4 thằng mới về phòng. Tụi nó tắm trước, tôi là thằng tắm cuối cùng. Lúc tắm xong ra ngoài thì cái gió ở ngoài cửa sổ nó lùa vô, làm tôi lạnh và giật bắn cả người. Vừa bước ra tự nhiên nó thổi vào cái ào hết hồn. Tôi mới lẩm bẩm: bà mẹ tụi mày không thấy lạnh hay sao mà cứ mở cửa sổ tan quát vậy? Thì lúc đó cả đám nhìn tôi không biết nói gì hết. Không biết tôi nói cái gì, cả đám chỉ nhìn bị thấy tôi lầm bầm. Thì tôi mới đóng cái cửa sổ lại. Nhưng có điều đóng lại rồi, tôi không nhớ là tôi có cài chốt hay là không. Thì xong xuôi cả đám mới ra ngoài đi chơi. Và tụi nó đi ra trước, tôi là người cuối cùng. Tôi tắt đèn, tôi xem xét mọi thứ và tôi giữ cái chìa khóa phòng. Sau khi đi chơi ở ngoài Đà Lạt chán chê rồi, khi tới lúc về chính tôi là người mở cửa phòng thì tôi giật mình vì tôi thấy cái cửa sổ nó lại mở ra nữa. Trong lòng tôi có một chút hoang mang, thoáng một chút lo sợ và người tôi hơi ớn lạnh. Tôi bước đến cửa sổ, tôi đóng chặt nó lại và chính tay tôi cài chốt nó lại. Lần này tôi nhớ rõ, tôi cài chốt. Thì hôm nay, tối nay ba đứa kia ngủ trước hết rồi, còn tôi chưa ngủ. Tôi thức, tôi coi lại trận cầu đang gay cấn. Thì tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Tôi mới nhìn xung quanh coi có cái gì xảy ra, thì chợt thấy cái cửa sổ nó lại mở ra lần nữa. Mà gió lạnh thổi vào, nó rít từng hồi thiệt là lạnh. Tại sao kỳ vậy? Chính tôi đóng cửa sổ, lần đầu tôi không nhớ. Nhưng lần này chính tôi đóng cửa sổ và tôi gài chốt lại mà. Tại sao nó lại tự mở ra được? Phải nói tôi thật sự sợ. Và tôi trùm mền qua đầu. Tôi định ngủ luôn. Mặc kệ cái cửa sổ mở, mặc kệ cho gió luôn. 5 phút sau, tôi lại nghe cái tiếng có két. Rồi cái tiếng lọc cọc. Mà ở trong phòng thì toàn là cửa sắt. Chắc chắn là tiếng cửa tủ gỗ nó mở ra rồi. Lúc đó tôi trùm mền kín đầu, tôi không có dám nhìn. Tôi nằm mà run trong lòng. Tôi suy nghĩ và tôi mệt rồi, ngủ lúc nào cũng không hay. Ngủ cho đến khoảng 3 giờ sáng thì tôi bật dậy. Thì tôi mở mền ra, tôi nhìn, tôi thấy cửa sổ và cửa tủ đóng và chốt lại đàng hoàng như cũ, không có ai mở ra cả. Và từ đó tôi sợ, tôi thức luôn cho tới sáng. Phải nói là sau chuyến đi tôi bị sốt và viêm xoang.
thì cho tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Nhưng có một điều tôi không hiểu tại sao cánh cửa chính tôi là người đã khóa chốt lại. Và nó tự động mở ra lúc nào? Vì sao mà mở? Điều đó tôi không giải thích được. Đó là chuyện xảy ra khi đi Đà Lạt lần thứ nhất. Cho đến lần thứ hai vào mùa đông năm 2017 thì tôi có dịp lại ghé qua Đà Lạt lần nữa. Lần này thì tôi được xếp vào một cái căn phòng đẹp và rộng rãi hơn. Phải nói rằng nó hiện đại hơn rất nhiều so với cái căn phòng hôm trước. Nó nằm ngay trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Lần này thì tôi không còn bỡ ngỡ nữa. Nhưng mà nhớ lại cái chuyện năm ngoái thì tôi cũng phải nói nổi gai ốc lên lục cục. Cho nên lần này kinh nghiệm khi vào phòng tôi gõ cửa 3 cái. Và tôi bước vô nhà vệ sinh tôi cũng xả nước như là làm cái thủ tục khi đến ở một căn phòng trong khách sạn. Thì đêm đầu tiên vẫn êm xuôi không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tôi thoáng nghĩ chắc là kỳ này bình yên rồi. Nhưng mà không phải như vậy, không đúng như những gì tôi nghĩ. Vào đêm thứ hai, vì cái phòng lần này nó khá rộng nên 9 đứa tụi tôi mới nhào vô cùng ngồi uống rượu cần và chơi đánh bài. Thì trong đám 9 đứa vừa uống rượu vừa đánh bài đó, nó có một thằng đứng lên đi ra ngoài hồi nào mà cả đám không biết, không hay gì hết. Đó là thằng Vinh. Một lát sau thì mới phát hiện ra 8 đứa ngồi ở đó. Có thằng Dũng nó hỏi: ủa, thằng Vinh nó đi đâu rồi? Tôi mới nói chắc là nó ở trong nhà vệ sinh chứ gì, ở trong đó đang bật đèn kìa. Khi mà vừa nói xong thì cả đám đều nghe có cái tiếng xả nước trong đó. Quả đúng là nó rồi. Tôi nói đó, nó ở trong đó đó chứ đâu. Thằng Dũng lúc đó nó mới gọi giọng vào: Vinh ơi, mày làm gì trong đó lâu vậy? Không có tiếng trả lời, nhưng mà nghe cái tiếng xả nước lavabo. Chắc mẩm là nó đang ở trong rồi, chỉ có cái nó không lên tiếng thôi. Nhưng mà vừa dứt xong chưa đầy mấy giây sau thì nghe cạch một cái, thằng Vinh từ ngoài cửa chánh bước vào và tay trên tay cầm mấy cái sâu xiên nướng. Cả đám tái mặt hỏi tôi: ủa, vậy thì ai ở trong kia, ở trong phòng vệ sinh? Lúc đó phải nói tôi nổi da gà lên hết rồi. Nhưng mà tôi phải ráng cố gắng bình tĩnh để tôi đi vào nhà vệ sinh coi có ai ở trong đó. Thì hoàn toàn không có ai cả. Phải nói tối đó tụi tôi ai cũng sợ cả. Nên thôi gom lại hết, ngủ chung trên một giường. Thật là chật chội, nhưng mà thà chật còn hơn lỏng lẻo mà sợ muốn chết làm sao ngủ. Đó là lần trải nghiệm thứ hai ở tại Đà Lạt. Đây là câu chuyện trải nghiệm mà tôi đã gặp phải ở tại Long An. Chuyện xảy ra vào ngày 24 tháng 12 năm 2018. Tôi bắt đầu cái chuyến đi từ Sài Gòn xuống Rạch Giá. Khởi hành đi vào lúc 2 giờ đêm. Tôi lái chiếc Exciter 2010, 135 phân khối. Tôi và người yêu cũ tôi yêu xa, tức là yêu qua mạng Facebook. Tôi và người yêu của tôi yêu nhau gọi là yêu xa, là tại vì qua mạng Facebook thì người ta gọi là yêu xa. Hôm đó thì tôi về thăm cô ấy vì lần đầu đi xe gắn máy. Phải nói trước đó thì người ta chở tôi đi cho nên tôi không để ý đường vì phần mệt nữa. Mà cái tâm lý chung là ai chở mình không có để ý gì cả. Mình chỉ ngồi hưởng thụ thôi. Lần này chính tôi tự lái đi cho nên tôi mới coi cái Google Map. Rồi tôi đeo phone vào đi cho nó nhanh.
Mà phải công nhận cái Google Maps hay thiệt. Gần 5-6 giây trước khi mà quẹo chỗ nào là nó báo trước. Cho nên đi rất là dễ dàng. Khi tôi qua huyện Hóc Môn là tới Long An, thì Google Maps dẫn tôi ra khỏi thành phố một cách dễ dàng. Tôi chạy ngon lành không có gì chướng ngại cả. Thì tôi nghe Google Maps nói 200 thước nữa quẹo trái vào đường quốc lộ N2. Trong bụng tôi nghĩ cái quốc lộ chắc dễ đi. Vì nhà tôi ở quốc lộ 1A mà muốn ra Bình Triệu thì đi quốc lộ 13 nó vừa to vừa rộng nữa. Nhưng mà không phải như vậy. Cái quốc lộ N2 là vừa nhỏ vừa tối. Nó không có một cái bóng đèn nào cả. Cho nên tôi mới bật đèn pha lên để mà chạy. Phải nói là xe tôi cái đèn rất là sáng. Và lúc đó tôi chủ quan tôi chạy với tốc độ 70 km/h. Phải nói là với dân hay chạy xe như tôi thì 70 km/h là tốc độ mình có thể kiểm soát được. Tôi chạy được khoảng 1.5 tiếng đồng hồ thì cái đoạn này xe lớn qua lại rất nhiều. Cho nên thay vì chạy lúc nãy không có xe tôi bật đèn pha để chạy, thì bây giờ tôi gặp xe lớn tôi phải tắt cái đèn pha. Tôi dùng đèn cốt thường chạy. Dạ. Rồi khi mà không có xe thì mới bật pha chạy cho nó thấy. Nhưng mà thấy xe từ xa bóng đèn tôi phải tắt xuống. Cho nên phải nói là tôi bị mất tập trung vì lo cứ đèn lên xuống như vậy. Thì từ đằng xa có một chiếc xe tải nó chạy ngược chiều lại. Thì trong khi nó đến gần thì có một chiếc xe tải khác ở đằng sau chiếc xe tải đó, nó muốn vượt mặt, mà muốn vượt qua đèn nhỏ, đường nhỏ cho nó lấn luôn qua phía bên lề của tôi, phía bên cái lề của tôi chạy. Mà nó không biết rằng tôi đang đi cái làn ở bên đó, cái làn đường bên đối diện đó. Mà đường nhỏ nữa, tốc độ nhanh quá, nên không cách chi mà tránh kịp, thắng kịp. Thôi tôi đành lủi luôn xuống dưới cái ruộng bắp. Nếu không thì có thể bị tông chết. Phải nói là tôi lủi xuống ruộng bắp té cũng khá đau. Thì tôi gần như nửa tỉnh nửa mê lúc đó. Nó đau quá, té cũng hơi nặng. Thì trong lúc đó tôi không biết kêu cứu ai cả. Mà tôi biết ngay chỗ đó có kêu thì cũng không ai nghe. Tại vì xung quanh tôi không thấy có ánh đèn hay nhà cửa. Thì đừng nói chỉ là người. Mà ngay mắt tôi thì nhìn cũng không rõ vì cái cặp mắt kính của tôi nó bay mất rồi. Thì tự dưng tôi thấy xuất hiện từ xa một cái bóng trắng đi rất nhanh đến gần tôi. Rồi lao vụt tới chiếc xe đang nằm la liệt ở dưới đất. Và theo tôi thoáng thấy cái bóng trắng đó hình như là một người phụ nữ. Thì trong lúc mơ mơ màng màng tôi thấy cái bóng trắng đó và chiếc xe chạy lên lề đường một cách nhẹ nhàng. Trong khi cái bờ ruộng thì cao 1m3, 1m4 là ít. Con dốc thẳng đứng như thế này. Mà cái người phụ nữ đó lại có thể chạy chiếc xe tôi lên một cách dễ dàng như vậy. Phải nói tôi sợ quá. Và trong cái cơn đau, trong cái mơ mơ màng màng đó, cộng thêm cái nỗi hoảng sợ, tôi thiếp đi lúc nào tôi cũng không biết. Cho đến tầm cỡ 5 giờ sáng tôi giật mình thức dậy. Tôi thấy mình đang nằm trong một cái liều cây. Tôi nhìn qua phía đằng kia thì cái xe vẫn còn ở đó. Phải nói tôi thở phào và tôi nằm nhớ lại cái chuyện từ hồi nãy. Quả thật là đáng sợ. Có điều là tôi cũng không biết tại sao tôi lại nằm trong cái căn liều này. Cái chân bên trái tôi rất đau. Nhưng mà ráng đi. Tôi đi để tìm lại cái cặp da chai của tôi và tôi coi cái chiếc xe nó ra sao rồi. Xe tôi thì bị hư cái cần số nên không đạp, không có móc được. Mà tôi không hiểu tại sao người đó lại dắt lên được hay chạy lên được. Thì trong một thoáng tức giận vì đi bị trễ và tai nạn xảy ra, tôi đạp một cái gãy cái cần số luôn. Rồi sau đó tôi mới dùng tay lên số 3, rồi tôi chạy về tận thị xã Mỹ An, chợ Tháp 10 ở Đồng Tháp. Thì nơi đó mới có chỗ để tôi sửa xe để tôi có thể khởi hành tiếp. Khi tôi về tới Rạch Giá thì cũng cỡ 10 giờ kém luôn rồi.
Tôi ở đó qua ngày hôm sau là ngày 25 tháng 12. Tôi trở đi Sài Gòn. Thì khi đi ngang lại cái chỗ đó, tôi quan sát cái chỗ tôi té xe ngày hôm qua, tôi không thấy cái liều nào cả. Như vậy thì cái liều đó đâu? Và tôi nằm ở trong cái liều đó là cái liều nào nữa? Mà đúng ngay cái chỗ tôi té xe hôm qua thì bây giờ cái liều đó không còn là sao? Thế là tôi phóng xe chạy một mạch về Sài Gòn thôi, với trong lòng mang nhiều nỗi lo sợ và thắc mắc. Có một điều là ở đây tôi cũng nói thêm, khi tôi đi qua cầu Cao Lãnh và phà Dàm Cống, tôi mới biết sự hùng vĩ của sông nước miền Tây là như thế nào. Vì nó không nằm lãnh vực trong chuyện tâm linh cho nên tôi không kể ra đây. Nhưng tôi muốn nói lên cái tâm tình của tôi khi tôi đi qua cầu Cao Lãnh và phà Dàm Cống. Lúc đó tôi thấy cái sự hùng vĩ của sông nước miền Tây. Đó là câu chuyện xảy ra ở tại Long An. Và đây là câu chuyện tâm linh mà tôi đã trải nghiệm ở tại Đồng Nai. Mới khoảng gần đây thôi, tôi với một đám bạn học đi về quê của một đứa trong nhóm của tụi tôi để mà chơi thôi. Nó ở Xuân Lộc, Đồng Nai, gần núi Chứa Chang, Gia Lào. Cái nhà của nó thì ở tận sâu phía trong, phải nói toàn là đất rừng nương rẫy không thôi. Hai nhà thì cách nhau chắc cả chừng 200 mét. Phải nói không khí thực sự trong lành và yên tĩnh, khác xa với Sài Gòn. Phải nói Sài Gòn náo nhiệt cả lúc về đêm, còn ở đây ban ngày nó vẫn còn yên tĩnh. Đêm đó là đêm thứ hai tụi tôi đi ăn uống với nhau hả hê no nê rồi. Nhưng mà tôi thì bị đau bụng cho nên tôi xin về nhà trước. Phải nói tôi là dân chạy xe mà. Đường xá thì nhớ kỹ lắm, nên tôi mới dám đi một mình vào nhà. Tối đó khoảng 11 giờ thì mọi thứ đã tối đen như mực rồi. Vẫn là tôi với chiếc xe và cái đèn pha sáng rực phía trước. Tôi tìm đường về. Mà tại sao lần này cực kỳ khó khăn như vậy? Hay là tại vì tối quá mà còn không có ai nữa? Nhà thì cách xa nhau nên không có mốc để tôi nhớ tới lúc nào là đường quẹo. Nếu mà nhà gần gần nhau thì mình nhớ, à tới nhà nào mình làm dấu, mình để ý, mình biết mình quẹo. Còn cái này nhà nó xa xa mới có một cái, thì đoạn đường nào nó gần giống như đoạn đường đó, không có cái mốc gì để nhớ cả. Mà đường thì rộng có chừng 4-5 thước thôi à. Nếu mà tôi lạc tay lái là phải nói như dân đi phượt nói, té xuống núi mà đi bằng đường mông. Tôi cứ chạy mãi một hồi thì tôi tới một cái quán nước. Tôi mới hỏi, anh ơi, cho em hỏi cái đường tiểu khu Xuân Bắc ở đâu mà em đi từ nãy giờ không thấy. Thì lúc đó anh ta mới chỉ cho tôi đi ngược lại. Thì quả thật là kỳ. Tôi phát hiện ra cái lối quẹo nhanh như là có ai dắt vô vậy đó. Phải nói tôi mừng hết lớn, nhưng mà cái đường này nó quá nhỏ. Chắc là được 2 mét bề ngang thôi, mà vẫn là một màu tối đen. Tôi mới tự trấn an bản thân của mình. Mình chỉ cần một quẹo nữa là vô nhà rồi. Thế mà tôi chạy mãi tiếp tục mà không thấy lối quẹo. Tôi không hề quay đầu xe. Nhưng mà tôi chạy một hồi ra tới cái ngã ba cũ, khúc mà tôi quẹo vô tiểu khu Xuân Bắc, là tôi đã thấy lạ rồi. Tôi quanh xe lại đi tiếp thì dẫn ra tới cái chỗ cũ. Phải nói là tôi bối rối thật sự. Tôi bật đèn pha lên để mà chạy. Khi đèn pha sáng lên thì trước mặt tôi tự nhiên có một người đàn ông trung niên ốm ốm. Ông mặc áo sơ mi trắng lấm lem với cái quần sọt. Tôi buồn cùng tắt máy nên đèn tắt luôn. Xin lỗi chỗ này làm gián đoạn, tôi đọc mà tôi không hiểu.
Tôi buông côn tắt mai. Cái câu viết là tôi buông côn tắt mai nên đèn tắt luôn. Tôi nghĩ là tôi buông côn tắt mái nên đèn tắt luôn. Nhưng buông côn là cái gì? Cái chỗ này khó hiểu. Tôi buông cái gì đó tắt mái nên đèn tắt luôn. Xin lỗi nha, chỗ này tôi không hiểu nên đọc không có rõ. Đọc nguyên văn nè. Tôi, trước mặt tôi tự nhiên có một người đàn ông trung niên ốm ốm, mặc áo sơ mi trắng lấm lem với quần sọt. Tôi buông côn tắt mai nên đèn tắt luôn. Nhưng nếu muốn quẹo lại phải ra tới chỗ ông ta đứng. À, nếu mà tôi muốn quẹo đi ngược trở lại thì tôi phải chạy ra tới chỗ ông ta đứng mới quẹo lại được, vì đường nhỏ quá. Cho nên tôi đành phải nổ máy chạy tới đó. Chợt ông ta lên tiếng: sao nãy giờ đi vô rồi đi ra hoài vậy? Tối quá không thấy đường đi thì để ta dắt vô cho lẹ nè. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nghe lời ông ta nói, và rất dễ dàng để cho ông ta leo lên ngồi sau lưng để mà chỉ đường. Vậy mà chốc lát lại quẹo được vào nhà bạn tôi. Tôi cảm ơn và ông ta quay đi. Khi vào nhà tôi thật sự mới rợn tóc gáy. Tôi nhớ sực lại mình đâu có nói với ổng là mình đi tìm với vô nhà của ai. Mình đâu có nói đâu. Mình đâu có nói là đi tìm nhà nào đâu. Mà tại sao ổng biết cái nhà này mà ổng chỉ mình tới? Thế là tôi rùng mình và hôm đó tôi mất ngủ cả một đêm luôn. Cho đến 1 giờ sáng thì đám bạn tôi về. Tôi không có dám kể lại cho ai nghe hết. Và đây là lần đầu tiên tôi kể lại. Câu chuyện đến đây là hết. Chúc chú Thảo vui vẻ hạnh phúc. Giờ cũng đã 2 giờ 45 phút sáng, con ngủ nha chú. Chào tạm biệt. Đó là những câu chuyện ma xảy ra ở Đà Lạt 2 lần, ở Long An 1 lần và Đồng Nai 1 lần của Đặng Trân. Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 204 sẽ được tiếp tục với những câu chuyện ma của Ngọc. Bức thư này nhận được vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Nội dung bức thơ mở đầu: kính chào chú Thảo, đây là lần đầu tiên con viết thư điện tử. Con tên là Ngọc, con ở Sóc Trăng. Con rất thích nghe chú nói chuyện, tức là chú làm MC hay kể chuyện ma con đều thích. Ba của con thần tượng chú lắm, ông còn bắt chước tỉa hàm râu giống chú. Đầu thư con kính chúc gia đình chú nhiều sức khỏe. Chú ơi, con có 2 câu chuyện muốn kể lại cho chú chia sẻ với mọi người. Đây là chuyện thật. Câu chuyện 1 là chính anh và chị con thấy, còn 2 câu chuyện còn lại là chính con trải nghiệm. Con xin phép chú cho con dùng tôi, dùng tôi để mà kể. Đây là câu chuyện thứ nhất. Cái chuyện xảy ra lúc tôi còn rất nhỏ, khoảng 4-5 tuổi. Tôi còn nhớ rõ là tại vì nó quá kinh hãi cho nên tôi không thể quên được. Nhà của tôi thì rất nghèo. Cha tôi thì đi làm hấp vỏ xe. Mẹ thì đi giặt đồ mướn. Hay là nếu ai có kêu làm gì thì mẹ tôi đều làm hết. Chỉ cần có tiền để mua gạo để mà nuôi con. Làm mà đâu có chết. Cực khổ cỡ nào cũng được. Còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh. Dùng tay chân, dùng sức lực để mà làm kiếm tiền, mua gạo nuôi con. Ai kêu làm đều làm hết. Cái nhà của tôi ở là một căn nhà lá ọp ẹp, chỉ có mái lá thôi. Tại sao lại là chỉ có mái lá? Cái vách trước và vách sau bằng lá. Cái vách bên phải không có vách. Nhưng mà có vách là gì? Cái vách đó mình nhờ vào cái vách tường nhà bên cạnh. Cái vách của anh ta mình dùng làm vách của mình luôn. Mình có được cái vách tường. Còn vách bên trái là mấy cái tấm dán dựng lên thôi.
Còn cửa thì nói cửa cho nó quai, để vậy cho nó mát, chứ có cửa đâu mà đóng trước sau. Phải nói trống lỏng. Trong nhà chỉ có hai cái giường dạt cạnh nhau thôi. Rồi thì ba cũng lấy lá chắn ngang, làm cái vách buồng ngăn giữa hai cái giường. Như vậy hai cái giường cách nhau bởi một cái vách lá. Anh Tư và chị ba thì ngủ ở giường ngoài. Còn tôi thì được ngủ chung với ba mẹ ở giường trong. Ba thì đi làm gần sáng mới về. Cho nên tôi với mẹ tôi ngủ, sáng về thì mới ba mới chui vô ba ngủ. Hôm đó phải nói trời mưa lớn lắm. Nhà thì nó dột tứ phía hết. Chỉ có chỗ hai cái giường ngủ là không dột. Bởi vì ba với mẹ tôi biết trời hay mưa, cho nên nó dùng lá chèn thêm ở phía trên mấy ngày trước, ngay chỗ cái giường. Lá chỉ đủ chèn chỗ cái giường cho khỏi dột, chứ cũng không đủ chèn hết cái nhà. Tối hôm đó thì tôi cũng không biết là mấy giờ. Lúc đó phải nói mưa lớn lắm. Nhà không có cửa che, gió nó thổi lồng lộng, mưa tạt vô lạnh muốn chết. Vậy mà cũng ngủ. Phải nói trời xanh voi xanh cỏ mà, mưa gió lạnh lùng, buồn ngủ là cứ ngủ. Tôi đang ngủ bỗng dưng tôi nghe tiếng hét của anh Tư, làm cho tôi giật mình. Rồi tôi nghe tiếng anh Tư khóc nữa. Mẹ tôi mới lên tiếng hỏi, có chuyện gì vậy con? Thì ở phía bên ngoài vách, cái vách lá mà ngăn chặn giữa hai cái giường, anh Tư vừa khóc anh vừa nói, mẹ ơi, có cái đầu trọc bự lắm, nó đang bay trong mùng nè, con mắt nó bự mà đỏ, con sợ quá mẹ ơi. Mẹ tôi là người cũng rất sợ ma, nghe anh Tư nói vậy, bà cũng ráng bà dạch dán mùng lên, miệng bà vừa la, tay vừa xé cái vách lá, là tại vì giữa hai cái giường có vách lá, bà xé ra, mà bà la, bà vừa kêu luôn, xé vách đi con, chung qua đi với mẹ. Còn con Thúy đâu? Thì lúc đó anh Tư cũng vừa xé vách, vừa khóc la, rồi vừa chung qua mà vừa la vừa khóc. Cái ông trọc đầu bự lắm mẹ ơi, mẹ ơi, con thầy chùa bự lắm mẹ ơi, vừa khóc vừa la. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng xé được cái vách lá, và anh Tư chui lỗ lá đó, chui vô mùng mẹ. Thì mẹ mới hỏi, Thúy đâu? Thì anh Tư nói, chị ba chết rồi. Ôi trời ơi, nghe tới đó mẹ tôi hết hồn, chui luôn qua bên cái vách lá, qua bên cái giường kế bên kia, rồi kéo chị ba tôi đi qua bên này. Mà quả thiệt, chị chết thiệt, nhưng mà chỉ là chết giấc thôi vì sợ quá. Sau một hồi vuốt ve sưởi ấm cho chị, thì chị ba tỉnh lại, rồi chị cũng khóc, chị nói con sợ quá mẹ ơi. Mẹ mới hỏi chuyện gì thì chị ba vừa khóc vừa kể. Con thấy cái đầu ông thầy chùa bự lắm, hai con mắt đỏ lòm, bay qua bay lại trong mùng. Ông hả miệng bự, ông cười, mà chỉ có cái đầu không à, còn không có cái mình. Rồi con mới kêu Tư dậy, rồi kêu xong rồi chỉ xỉu luôn. Rồi anh Tư thức dậy thấy y chang vậy, sợ quá mới khóc kêu mẹ. Thì lúc đó anh Tư khoảng 8 tuổi, còn chị ba là 10 tuổi rồi. Lúc mà nghe chị ba kể, tôi chỉ biết là có ma. Rồi tôi sợ là sợ ké theo mọi người thôi, chứ tôi chưa thấy, chưa biết sợ. Phải nói là trời hôm đó giông gió khủng khiếp lắm, làm cho mình đã sợ rồi lại càng sợ thêm nữa. Thì trong nhà chỉ có cái đèn dầu nhỏ treo gần đó, vậy mà gió mạnh đến độ nó cũng làm tắt luôn, khiến bốn mẹ con ôm nhau vừa sợ vừa đọc kinh tới sáng luôn mà không dám ngủ. Phải nói là trời vừa sáng thì lúc đó mưa cũng vừa tạnh, ba tôi đi làm về. Thì ông thấy bốn mẹ con nằm chung một giường, tưởng là tối hôm qua mưa lớn tạt ướt mùng ở bên ngoài, nên anh chị Tư mới vô ngủ chung bên trong cho ấm. Nhưng mà sau khi ba nghe mẹ kể chuyện có ma, thì ba tôi nghĩ hồi nào tới giờ đây nhà chưa bao giờ có chuyện như vậy. Chắc là do cái cây xua đũa rồi. Cây xua đũa là sao? Tại vì nhà tôi khi sắp bị sập, thì ba sợ nửa đêm
lỡ giông gió sập nhà đè chết con mình, cho nên ba tôi mới đi lên chùa Khmer để xin đón cái cây xua đũa về nhằm chống đỡ cái mái nhà cho nó khỏi sập cho qua cái mùa mưa này. Phải nói cái chùa đó rộng lắm mà trồng cây xua đũa xung quanh lò thiêu rất là nhiều. Lò thiêu đây là cái nơi để thiêu người chết, hầu như chùa của người Khmer thường hay có lò thiêu. Để khi mà người ta chết người ta không có đem chôn mà người ta đem thiêu rồi mới đem cốt đặt vô cái tháp ở trong chùa để mà nghe kinh. Sau khi xin phép đốn cây thì chùa cho phép, ba tôi mới đi ra sau đó lựa được cây bự nhất, cây khỏe nhất mới đốn để đem về làm cây cột chống cái mái nhà. Chỉ mới đêm trước ba tôi ngủ thì không có gì, đêm sau thì xuất hiện liền. Ba tôi đứng nhìn cây xua đũa, vừa lắc đầu, ông vừa hỏi: sao mà cái bữa mới đem về, tôi ngủ ở đây tôi không, mà không cho tôi thấy, mà tại sao đợi tôi không có ở nhà, lại cho tụi nhỏ thấy làm chi cho nó sợ tội nghiệp. Nói xong rồi ba tôi gỡ cái cây xua đũa ra. Sau đó thì tôi không có nhớ là ba đem trả nó về chùa hay là chẻ nó ra để làm củi đốt, tôi cũng không nhớ. Và tôi cũng không còn nhớ là ba sửa chữa cái căn nhà ra sao. Tôi chỉ nhớ một điều là cái cây xua đũa và anh chị của tôi đã thấy ma đầu trọc bay ở trong mùng mà không có người, không có thân người. Và sau khi lấy cây xua đũa ra thì mọi thứ không có gì, nhưng mà chị ba và anh ba kể từ lúc đó cũng không dám ngủ ở cái giường ngoài trước nữa. Mặc dù cái giường ngoài trước và cái giường ở ngoài sau, ở ngoài sau chỉ cách nhau bởi một tấm vách lá. Câu chuyện đến đây là hết. Con cảm ơn chú đã dành thời gian đọc câu chuyện con gửi. Chúc chú luôn được bình an trong cánh tay của Chúa. Đây là câu chuyện thứ hai của Ngọc. Vào năm tôi học lớp 2, phải nói lúc đó 10 tuổi thì tôi mới được đi học lớp 1. Không giống như con người ta 7 tuổi hay là 6 tuổi được vào lớp 1 rồi. Là tại vì nhà nghèo không có tiền đóng tiền trường nên tôi bắt đầu đi học trễ. Lúc này thì có bà ngoại ở chung nhà và có thêm 2 đứa em nữa. Nhà cũng giống như vậy, không có cửa để đóng. Và cũng nhờ vào vách nhà ở bên cạnh. Lúc này thì tôi lớn thêm vài tuổi, tôi cũng biết đi làm những cái công chuyện lặt vặt để kiếm tiền mua kẹo, mua bánh ăn. Vì là làm công việc lặt vặt nên ai sai cái gì đi làm cái đó. Có người sai tôi đi mua cà phê hay là đi quét lau nhà xong việc thì người ta cho tiền thì mình có tiền ăn hàng mà không xin ba mẹ. Vì thú thiệt ba mẹ cũng đâu có tiền đâu để mà xin. Mấy anh em tự đi làm lặt vặt lòng vòng ở lối xóm. Riêng tôi với anh Tư thì có một cái công việc làm ổn định, đó là mỗi đêm đi khiêng nước đá bỏ mối cho một hãng cà rem nhỏ thôi, cách nhà khoảng cây số. Cái căn nhà bên cạnh mà nhà tôi mượn cái vách tường làm cái vách nhà đó là cái căn nhà mà họ làm nước đá bẹ. Nếu nói về nước đá bẹ thì cũng là làm nước đá, nhưng mà nó không lớn bằng cái cây nước đá thường. Cây nước đá thường nó cao gần bằng người ta, bự vuông lớn thế này. Còn cái nước đá bẹ thì người ta làm trong những cái khuôn nhỏ bằng cái chừng 1/6 cái cây nước đá thường, rồi mới đem nước đá bẹ, cây nước đá bẹ đó bỏ mối cho các hãng cà rem. Tại vì các hãng cà rem nếu mua cây nước đá lớn về cũng phải đập ra, mà cây nước đá lớn thì nó mắc hơn nước đá bẹ. Nước đá bẹ đem về bỏ vô nó tiện hơn, nó nhỏ. Thì cứ tầm cỡ mỗi đêm khoảng 1-2 giờ sáng là anh em thức dậy rồi đi qua nhà bên cạnh để chuẩn bị cần xé với 2 cái giỏ.
Lý do tại sao cần xé đủ rồi còn hai cái vỏ là tại vì cái cần xé khi mà chất vào trong cần xé khoảng 10 bẹ thì hai anh em mới khiêng cái cần xé như thế này, còn cái tay bên này thì kè theo một cái vỏ, trong đó khoảng 2-3 bè nước đá nữa. Như vậy cái số lượng nước đá mình mang đi nhiều hơn, tại đi các cây số mà. Phải nói lúc nhỏ tôi mạnh lắm. Một tay xách cần xé 10 cái bè nước đá, bên này thêm cái vỏ 2-3 bè nữa. Vậy mà hai anh em đi 15 phút nghỉ. Và 15 phút sau là tới chỗ. Mỗi đêm đi 4 lần như vậy. Sáng ra có nhiều tiền cho mẹ. Cái con đường mà từ chỗ tôi đi tới hãng Cà Rem, phải nói nó rất tối, nó không có đèn đường. Vì là cái con đường quen thuộc hàng ngày tôi đi học, cho nên đi cũng không khó lắm. Chỉ có một cái đoạn ghê gớm lắm. Mà mỗi lần tới khúc đó, tôi và anh Tư tôi cứ chạy thôi chứ không có dám đi. Tại vì khu vực đó người ta nói linh lắm. Để tôi tả sơ về khu vực đó như thế này. Từ nhà tôi đi khoảng 200 thước thì hai bên có nhà đầy đủ. Ở bên phải tôi là nhà ở trên bờ, bên trái tôi là nhà ở mé sông. Khi đi ra khỏi cái dãy nhà cuối cùng đó, nó có một cái khúc sông nhỏ, người ta trồng cây lá dứa dọc theo mé sông. Bên trên là hàng me keo, mà đi thêm chút nữa là có cây cầu nhỏ bắc qua sông. Khi qua khỏi cây cầu này rồi mới tới con đường lớn, thì hãng Cà Rem nó nằm bên đường lớn bên đó. Mà muốn qua khỏi cây cầu để đi tới hãng Cà Rem thì qua khỏi một cái hàng cây me keo tối om. Rồi qua khỏi hàng me keo là một cây dừa mà nằm ngay góc dừa. Ngay cái góc, cây dừa nằm ngay cái dốc cầu. Mà dưới chân cây dừa có một cái miếu hướng mặt ra mé sông, nơi có cây bình bát tùm, mà người xung quanh cho rằng nơi đó là ổ ma. Phải nói ở chung quanh đó buổi tối thì không có ai cho con em của họ đi qua cầu hết. Nếu cần thiết có chuyện đi qua cầu thì phải có người lớn đi kèm theo. Và buổi chiều chạng vạng tối cũng không có đứa con nít nào để dám chơi ở gần đó hết. Con và anh Tư cũng là con nít, nhưng mà lúc đó tụi con nghĩ trong lòng là tụi con có Chúa nên tụi con không có sợ. Cứ mỗi lần mà đi qua tới cái khúc mà chỗ mà người ta là cái ổ ma đó thì hai anh em vừa đọc kinh Lạy Cha, đọc kinh Kính Mừng, rồi kinh Sáng Danh. Vừa đi hai anh em vừa đọc thiệt lớn và nhắm mắt lại, chỉ hé mắt nhỏ nhỏ để thấy đường đi ngay phía trước mà thôi. Và đọc lớn lên gì để trấn áp, để cho mình khỏi sợ. Mà nó ngộ lắm. Cái bận đi đó, có lẽ là vừa nặng, mình lo đi cho lẹ thì không có lo nghĩ gì nhiều. Nhưng bận trở về lúc nào cũng đi ngang đó cũng bị ớn lạnh. Nhất là cái miếu thờ nhìn rất là ghê. Thì ở đây người ta nói rằng khi ban đêm họ thường thấy 4-5 đứa con nít nhỏ xíu nó đùa giỡn ở trên cây bình bát. Riêng tôi thì tôi chưa nhìn thấy mấy đứa nhỏ bao giờ, nhưng tôi nhìn thấy cái bóng người đứng ngay cái gốc cây dừa kế ở bên cây miếu đó. Khi tôi đi cách còn khoảng 10 bước chân nữa thì tôi thấy cái bóng trắng đó đứng ngay gốc cây dừa. Lúc đó thì tôi không còn hí mắt nữa mà tôi mở bự ra luôn để tôi nhìn. Thì thiệt tình tôi thấy cái bóng trắng tóc đen dài, nhưng có điều là không có thấy chân. Thì đang đi tôi thấy cái bóng trắng gì tôi mới giật mình, tôi đứng khựng lại. Thì anh tôi đang đi tốc độ tới, ông cũng bị giật một cái, khựng lại, đứng lại giống như tôi. Tại vì hai đứa xách chung cái càng xé mà. Mà hai đứa đang đi giống như chạy vậy, khi tôi giật lại thì anh khựng lại một cái, anh quào anh la. Mày làm gì đứng lại đi? Đi cho lẹ, còn về ngủ. Tôi mới nói là em sợ. Thì lúc đó tôi quay lại tôi nhìn thì không thấy cái bóng trắng đó nữa. Tôi tiếp tục đi với anh nhưng mà tôi sợ lắm. Kể từ sau khi tôi nhìn thấy cái bóng trắng thì từ đó về sau chúng tôi mới vừa đi vừa đọc kinh. Chứ trước đó chúng tôi không có đọc,
Và sau này thì tôi không còn thấy gì ở khu vực đó nữa. Riêng anh Tư tôi thì sau này anh có kể lại cho nghe. Anh nói nếu mà lúc đó anh kể thì chắc tôi không có dám đi nước đá với anh luôn. Anh nói là cứ mỗi lần đi ngang qua cây cầu là anh thấy mấy đứa con nít, không phải nó chỉ chơi ở trên cây bình bát, mà nó rủ anh đi chơi, rủ ảnh đi chơi chung với tụi nó. Anh nói đứa nào đứa nấy nó trắng tươi à, nó không có mặc quần áo. Anh mới thực lại anh nói là những lần mà anh hay rủ tôi chạy cho lẹ là do anh sợ mà anh không có dám nói tôi nghe. Rồi khi về thì anh mới kể lại cho ngoại nghe thôi. Rồi ngoại mới kêu ảnh vừa đi vừa đọc kinh thì không thấy. Cảm ơn Chúa che chở cho mấy đứa nhỏ đó. Người ta kể là nó phá lắm nên người ta mới lập miếu thờ. Ngày xưa thì không có cầu tiêu như bây giờ. Đây là chuyện của người ta thuật lại. Cho nên mấy đứa nhỏ nó muốn đi cầu thì nó ra ngồi ở trên cây cầu rồi đi xuống sông. Rồi có đứa nó trượt chân té sông chết. Nhưng mà đâu phải vậy rồi người ta chừa, người ta không dám. Cũng có mấy đứa nhỏ cũng đi ra đó đi cầu rồi té chết. Cho nên bây giờ người ta cho rằng nơi đó là cái căn cứ và là ổ ma là vậy. Câu chuyện đến đây đã hết. Con cảm ơn chú đã đọc. Con kính chúc chú và gia đình nhiều sức khỏe. Con viết hơi lung tung chút. Chú nhớ uống vitamin A nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn con. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kho tàng Chuyện Ma Dân Gian Việt Nam kỳ thứ 204. Đây là những câu chuyện ma của Giang Sơn. Bức thơ Diệp Thảo nhận được vào ngày 24 tháng 11 năm 2019. Lời mở đầu của bức thơ như thế này. Hai chú Việt Thảo. Con là Sơn. Bữa trước con có gửi chú câu chuyện chú thản 100 ngày. Và hai tuần sau con có viết gửi thêm mà con không hiểu sao nó không thấy. Con kiếm mãi cũng không thấy. Cho nên con xin gửi lại chú lần này nữa. Con xin kể về câu chuyện con và mẹ con đã từng trải qua. Đây là câu chuyện thứ nhất. Nói về những bữa tiệc ở tại nhà của bà ngoại. Về cái bữa đãi tiệc ở nhà bà ngoại. Phải nói bà ngoại lúc còn sinh thời thì ngoại có xây dựng một dãy nhà trọ có 3 tầng. Mỗi tầng có 8 phòng, vậy tổng cộng là 24 phòng. Lúc khi mà ông bà mất thì tất cả con cháu đều đến trực ở bên đó. Thì hôm đó trong nhà bà ngoại lúc 11 giờ đêm là đến phiên con trực. Hôm đó là ngày thứ 6, mẹ có qua đó ngủ chung với con. Trong lúc con nằm chơi điện thoại thì mẹ con ngồi đọc kinh cho ông bà. Đến tầm cỡ 12 giờ rưỡi, tự nhiên con với mẹ con đều ngửi thấy có mùi thơm, mùi đồ ăn và nghe tiếng xôn xao, tiếng bước chân của người ta đi qua lại. Lúc đó con mới bật ngồi dậy, con hỏi mẹ, mẹ có ngửi mùi thơm như ai nấu đãi tiệc không vậy? Mẹ con nhìn con và gật đầu nói có. Lúc đó thì hai mẹ con mới nhìn lên đồng hồ thấy là 12 giờ 32 phút. Hai mẹ con thắc mắc một điều là giờ này ai mà đi làm tiệc hay chuẩn bị đồ ăn ở trong nhà này. Hai mẹ con mới cùng bước ra mở cửa đi vòng quanh đó xem nhà ai đã dọn tiệc hay đãi tiệc không. Thì lạ thay là tất cả quanh khu con đều yên tĩnh, không có nhà ai đãi tiệc hay nấu ăn gì hết. Hai mẹ con nhìn nhau và đi vào nhà. Khi vừa vào nhà ngồi một chút thì cái mùi thơm lại bốc lên ngào ngạt và nghe thấy có tiếng chân đi nữa. Thì lúc này hai mẹ con nghĩ rằng chắc có lẽ ông bà
đang muốn nhắc nhở con cháu về ngày giỗ, hoặc lâu rồi không có tổ chức tiệc gì đó ở bên nhà ông bà nữa. Tại vì lúc trước khi ông bà còn sống, vào dịp Tết hay là dịp mừng thọ hay là sinh nhật gì cũng thì đều làm tổ chức tiệc tùng ở nhà ông bà hết. Hai mẹ con đều biết, nhìn nhau và tắt đèn đọc kinh cho hai ông bà, rồi cùng nằm xuống để mà ngủ. Đó là câu chuyện đầu tiên của con. Đây là câu chuyện thứ hai. Nó có liên quan đến tháng cầu hồn của năm 2010. Nhắc lại vào cái thời gian đó thì nhà con nghèo lắm. Dù rằng nghèo nhưng mà bố với mẹ con thương người, hay giúp đỡ. Cho nên không phải giúp đỡ ngay trong gia đình hay là họ hàng, mà người ngoài cũng vậy. Thì đối với những sinh viên nghèo và hiếu học thì bố mẹ con đều cho ở nhờ để mà đi học. Thì cũng như mỗi năm có tháng 7, tháng cô hồn. Có điều thì nhà con là bên Chúa, nên mà cái việc cúng cô hồn thì nhờ một chị tên Hằng ở trong nhà làm cho, tại vì chị ấy là người Phật giáo. Hôm đó là ngày Chủ nhật của tháng 8 mà âm lịch. Tháng 8 dương lịch, còn âm lịch thì nó là tháng 7. Và nghe nói là đó là ngày mở cửa cho linh hồn lên trần thế dạo chơi hoặc là về thăm gia đình. Con nghe bên Phật giáo nói như vậy. Thì sáng hôm đó chị Hằng đi chợ mua hoa, mua quả về để cúng. Thì công việc ở trong nhà vẫn bình thường thôi, cho đến khi 8 giờ tối thì chị mới bày ra cúng. Nhưng mà thông thường thì người ta hay cúng ở ngoài đường. Thì không hiểu hôm đó làm sao mà chị lại mang đồ lên trên gác để mà cúng. Ở trên gác của nhà con nó một cái lỗ hình vuông để mà leo ra cái mái tôn. Thường thì nhà con làm thịt bò hay lấy gân bò phơi ở ngoài cái mái tôn đó. Thì chỉ leo ra cái mái tôn, bày mâm cúng ở đó và bắt đầu thắp nhang cúng. Thì trong khi đang thắp nhang cúng mới vừa cắm xuống thì lúc đó mẹ con vừa về tới. Mẹ con mới lên tiếng hỏi: "Con Hằng ở đâu rồi tụi bay?" Có một chị tên Hương lên tiếng: "Dạ chị Hằng đang cúng cô hồn ở trên gác á." Ui cha ơi, lúc đó mẹ con vừa nghe nói mới hét lên liền: "Hằng ơi Hằng, mày có điên hay sao mà đi cúng ở trên mái tôn? Người ta cúng ở ngoài đường." Chị Hằng nghe la sợ quá liền bưng cái mâm cơm, cái mâm cúng đồ ăn đó, chạy một mạch từ trên cái mái tôn xuống gác rồi xuống nhà, rồi chị mới mang chạy thẳng ra ngoài đường. Mà trong khi mang đi, lúc đó nhang mới vừa thắp cháy chưa có được bao nhiêu. Phải nói từ đó là bắt đầu một cái tháng cô hồn xảy ra khá là lạ lùng đối với cả nhà con và trong xóm nữa. Con còn nhớ là sau cái ngày hôm đó thì nhà con bắt đầu xảy ra những hiện tượng lạ. Tầm cỡ 11 giờ hôm sau đó thì con đi chơi về, và khi lên phòng ngủ thì có điều là cái phòng của con có thể nhìn qua được cái ô cửa chỗ leo ra cái mái tôn. Thì con thấy ở đó có rất nhiều đầu người đứng ở chỗ trước cái mái tôn đó, phải nói đứng lố nhố nhiều lắm. Con tưởng là mắt con quán gà, đi chơi khuya về. Con mới khều con kêu cậu Đạt coi. Cậu ấy là sinh viên ở nhà con. Con mới chỉ ra ngoài thì thật sự cậu Đạt cũng nhìn thấy người đứng lố nhố ở đó giống như con vậy. Lúc đó con nhìn mặt cậu thì ui cha ơi, phải nói mặt cậu không còn giọt máu luôn. Con lấy hết can đảm, con chạy lại cái ổ cửa đó để nhìn. Thì chạy lại nhìn thì không có thấy gì hết. Nhưng mà vừa tới đó thì tự nhiên một cái cơn gió thốc thổi lạnh, thổi vô lạnh lắm, làm sống lưng con. Nó lạnh chạy dọc lên tới chỗ tóc sau, rồi chạy xuống tới sống lưng. Phải nói lúc đó tay của con nổi da gà lên hết, ốc nổi lên hết. Con liền vội đóng cái cửa đó lại và vào nằm ngủ. Thì lúc này cậu đang nằm đắp chăn mà rung cầm cập như thế này. Sáng hôm sau con mới kể lại cho mẹ con nghe. Mẹ con mới kêu chị Hằng vô hỏi: "Hằng à,
Có phải hôm kia mày cúng mà nhang chưa cháy hết không? Trong khi nhang chưa cháy hết mà mày bưng đồ cúng chạy xuống có đúng không á Hằng? Lúc đó chị Hằng nghe mẹ hỏi dí như vậy, bà lung túng và bà nói: dạ lúc đó con sợ quá nên con vội chạy xuống luôn. Ôi cha mẹ con nổi tâm bành lên chửi một phát: mày phải biết mày cúng cho người ta, mày cho người ta ăn, người ta chưa được ăn hay chưa ăn xong mà mày đem lấy đi, không có được. Mày có biết như vậy họ rất giận không hả? Sao lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì cả? Sau đó thì mẹ nói để chiều ra nhà thờ xin khấn cho các linh hồn và cầu mong tha thứ. Rồi mới kêu chị Hằng đi mua đồ cúng khác cúng lại cho người ta. Nói thì nói vậy, do mãi mê vào công việc cho nên mẹ con đi nhà thờ cũng quên, không có xin khấn cho các linh hồn. Cái hôm đó thì chị Hương sau khi làm xong việc, bà mới mang gân lên ở trên cái chỗ mái tôn đó để phơi. Thì khi vừa tới gác nhìn ra chỗ mái tôn thì chị mới la lên: bác Lan ơi, bác Lan cứu con. Bác Lan đây, Lan là tên mẹ của con. Mẹ con chạy lên và nhìn chị Hương hỏi: chuyện gì mà la dữ vậy? Chị Hương liền chỉ ra ô cửa sổ và mẹ con nhìn thì đúng thật như con nhìn thấy hôm trước, có những cái bóng trắng nhấp nhô ở trên mái tôn. Thì lúc đó mẹ con liền nói to lên, nói như là để cho mấy người kia nghe vậy: nè, mấy người khuất mặt khuất mày á, nếu có vướng mắc gì hay có gì thì cứ việc về báo mộng cho tôi, để tôi sẽ lên nhà thờ xin lễ cho. Tôi là người Công giáo không có thể lên chùa được, nhưng mà tôi sẽ nói con cháu nó cúng lại cho các vị. Nói phong long xong rồi, mẹ mới kêu chị Hương mang gân bò vô tủ đông để sáng mai hãy phơi và đóng cái cửa đó lại. Cái đêm hôm đó mẹ con đang ngủ thì ở trên mái tôn có tiếng ai giống như động ầm ầm hay là đang kéo vậy đó. Phải nói mẹ con biết là họ vẫn chưa hết giận. Mẹ mới đi lên và mở cửa ra cũng nói nữa: nè, nói nghe nè, mấy vị là người khuất mặt, tại vì cháu tôi nó dại không biết nên thôi các chị tha lỗi cho nó đi. Nói xong thì mẹ con đi xuống. Lúc đó thì cũng tầm cỡ 4 giờ rưỡi sáng rồi, có cái chiếc xe thịt bò chở hàng tới giao trước cửa nhà con. Thì ba mẹ con dậy để cân và tính tiền hàng. Có một điều lạ là cái người chủ xe tải thịt bò đó tự nhiên ổng kêu: anh Minh ơi, anh ra đây coi cái này nè. Thì bố mẹ con mới chạy ra, mới nhìn thấy phía đối diện là công ty vải, họ có cái chiếc xe tải nhỏ để chở vải. Thì cái cửa của công ty đó nó tự mở ra và cái xe đó tự động chạy tới giữa đường rồi quay đầu lại chạy vào trong xe, trong xưởng xong rồi đóng cửa lại mà nhìn không thấy ai trên xe hết. Phải nói mọi người thấy rất làm lạ nhưng mà không ai nói với ai cái gì. Sáng hôm sau thì mẹ con có qua hỏi bác bảo vệ ở bên cái xưởng vải đối diện. Mẹ con hỏi chứ hôm qua có ai lái xe tải chạy ra chạy vào không? Bác bảo vệ nói dạ không có. Hôm đó thì mẹ con có lên nhà thờ từ sáng sớm, xin làm lễ và đọc kinh cho các linh hồn. Rồi có nhờ cha xứ về nhà làm phép dãy nước thánh nhà cửa. Thì từ đó đến hết tháng 7 không có hiện tượng gì xảy ra nữa. Câu chuyện đến đây con xin hết. Nếu có thời gian con sẽ kể thêm nhiều câu chuyện khác cho chú nghe. Thanks chú. Đó là câu chuyện ma của Giang Sơn. Quý vị và các bạn đang theo dõi Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 204. Đến đây thời lượng cũng khá dài. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và mong rằng trong mùa dịch này mọi người tự cô lập, tự cách ly, mặc dầu chưa biết bệnh, chưa thấy triệu chứng bệnh, nên tự cách ly đi. Tại vì cái thời gian ủ của virus trong người nó lâu lắm.
Có khi chúng ta bị nhiễm rồi mà chúng ta không biết nha các bạn. Đừng ý ý nữa. Chính vì cái ý ý và không biết đó đã làm cho dịch bệnh nó lây lan rất nhiều. Nếu cách ly được tốt, tự cô lập được tốt, không cần phải tiếp xúc với ai đâu, giảm bớt lại đi nha, ngưng hẳn càng tốt. Nếu mọi người đều tự cách ly, tự cô lập thì chắc là cái dịch bệnh nó sẽ ngưng và không lây lan, để sau đó mình tìm cách chữa trị. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại những chuyện bên lề kế tiếp. Thank you and I love you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện bên lề của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện bên lề, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, 3-in-1, duy nhất bây giờ chỉ có Aeon. Aeon là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old Nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Giờ Thảo xin được hân hạnh chứ. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794. Nhớ vào xem, đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị. Nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn.